Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hiệu quả. Hiệu quả được đo như thế nào? Trong dược lý, hiệu quả mô tả phản ứng tối đa có thể đạt được với một loại thuốc. Tác dụng của thuốc được vẽ theo liều trong biểu đồ để đưa ra đường cong phản ứng của liều. Liều tăng dần được sử dụng được hiển thị theo trục X và một nửa đáp ứng tối đa và tối đa được hiển thị theo trục Y. Một nghiên cứu hiệu quả là gì? Các nghiên cứu hiệu quả kiểm tra các tác động của một điều trị được xác định rõ hoặc dịch vụ khác đối với kết quả lâm sàng và phục hồi chức năng của người nhận chăm sóc. Kết quả cuối cùng của các nghiên cứu hiệu quả là giảm các triệu chứng bệnh, thay đổi hành vi hoặc cải thiện các kỹ năng. Hiệu quả vaccine tốt là gì? Vaccine hiệu quả là giảm tỷ lệ trong một tiêm phòng nhóm người so với nhóm không được chủng ngừa, sử dụng các điều kiện thuận lợi nhất. Hiệu quả của vaccine được Ringwood, Andrews và Hughes thiết lập và tính toán vào năm 1915 đối với vaccine dịch tả và thương hàn. Hiệu quả sản phẩm là gì? Hiệu quả được định nghĩa là năng lượng tạo ra kết quả hoặc hiệu quả mong muốn. Hiệu quả là một loại trừ được áp dụng cho các chính sách bảo hiểm, trách nhiệm sản phẩm đối với sự thất bại của sản phẩm để thực hiện chức năng dự định của nó. Hiệu quả lâm sàng là gì? Hiệu quả lâm sàng là được đo mức độ điều trị thành công trong việc đạt được mục tiêu của nó. Các thử nghiệm của thuốc cho thấy một số cải thiện trong tình trạng của bệnh nhân, nhưng hiệu quả lâm sàng của nó chưa được thiết lập đầy đủ. Hiệu quả lâm sàng là thước đo mức độ điều trị thành công trong việc đạt được mục tiêu của nó. Hiệu quả của chính phủ là gì? Trong khoa học chính trị, hiệu quả chính trị là niềm tin và niềm tin của công dân vào chính phủ và niềm tin của họ rằng họ có thể biểu, thể hiểu và ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị. Nó thường được đo bằng cách khảo sát và được sử dụng như một tỷ chỉ số cho sức khỏe rộng lớn hơn của xã hội dân sự. Tại sao hiệu quả chính trị quan trọng? Trong khoa học chính trị, hiệu quả chính trị là niềm tin và niềm tin của công dân vào chính phủ và niềm tin của họ rằng họ có thể hiểu và ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị. Nó thường được đo bằng các cuộc khảo sát và được sử dụng như một chỉ số cho sức khỏe rộng lớn hơn của xã hội dân sự. Một ví dụ về hiệu quả chính trị là gì? Khi công dân có hiệu quả cao, họ có niềm tin vào chính phủ của mình và tin rằng họ có khả năng ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo chính trị và ảnh hưởng đến chính phủ. Hiệu quả chính trị đã được tìm thấy để phân lực cực các ưu đãi chính sách. Liệu hiệu quả có nghĩa là hiệu quả phải không? Hiệu quả là mô tả các thuốc được sử dụng trong một khung cảnh thực tế giới mà quần thể bệnh nhân và các biến khác không thể kiểm soát. Hiệu quả mô tả cách thức thuốc thực hiện trong môi trường lý tưởng hoặc có kiểm soát, cụ thể là thử nghiệm lâm sàng. Hiệu lực và hiệu quả của thuốc là gì? Kết quả hiệu lực là biểu hiện hoạt động của thuốc về nồng độ hoặc lượng thuốc cần thiết để tạo ra hiệu quả xác định. Trong khi hiệu quả lâm sàng đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc ở người. Điều gì quyết định hiệu quả của thuốc? Hiệu quả là khả năng hoàn thành công việc ở mức độ thỏa đáng. Hiệu quả của từ được sử dụng trong dược học và y học để chỉ cả đáp ứng tối đa có thể đạt được từ một loại dược phẩm trong các cơ sở nghiên cứu và khả năng cho hiệu quả điều trị đủ hoặc thay đổi có lợi trong môi trường lâm sàng. Hiệu quả chăm sóc sức khỏe là gì? Hiệu quả là mức độ can thiệp có lợi hơn hại trong các trường hợp lý tưởng. Hiệu quả đánh giá liệu một can thiệp có tốt hơn hại không khi được cung cấp trong các trường hợp thông thường về thực hành chăm sóc sức khỏe. Hiệu quả của thuốc là gì? Hiệu quả là khả năng của một loại thuốc để tạo ra nghiên cứu hiệu ứng, chẳng hạn như hạ huyết áp. Hiệu quả khác với hiệu quả ở chỗ nó tính đến việc thuốc hoạt động tốt như thế nào trong sử dụng thực tế. Thông thường, một loại thuốc có hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng
không hiệu quả lắm trong sử dụng thực tế. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.